Ngày 7 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể là vào lúc 19h15 phút ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang Bùi Văn Đỡ đang chở 11 người Trung Quốc với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua làm việc, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trương Thị Lan, đồng thời khám xét nơi tạm trú của đối tượng này, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Riêng 11 người Trung Quốc lần này mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm dịch vụ đánh bạc online. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 4, theo thông tin của phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Nai, liên quan đến đấu tranh mở rộng chuyên án 920G, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông được đăng ký lần đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 có trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư là 153 tỷ đồng. Công ty này, Trần do Trần Huy lập sinh năm 1960, ngụ tại 38/30 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh làm tổng giám đốc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với đối tượng Trần Huy lập, tổng giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra về hành vi buôn lậu. Hiện chuyên án 920G vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, vào tối ngày 6 tháng 4, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã dẫn giải Châu Hồng Phúc sinh năm 1992, trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tới trường Trung học phổ thông Trần Phú và trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân để dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sau giờ chào cờ đầu tuần vào sáng ngày 29 tháng 3, hàng chục học sinh của trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đồng loạt phát hiện bị mất điện thoại và tiền mặt. Trong lúc vụ việc đang được điều tra, thì tới sáng ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt lại nhận được trình báo của trường trung học phổ thông Trần Phú về việc bị kẻ gian đột nhập vào trường, trộm 7 điện thoại của học sinh và gần 1,5 triệu đồng. Qua điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định được đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên, đó là Châu Hồng Phúc, hiện đã lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống bước đầu Trương Hồng Phúc khai nhận để thực hiện ý đồ trộm các tài sản, Phúc đã mặc đồng phục học sinh, lợi dụng lúc nhà trường tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần thì đột nhập vào các phòng học để lấy trộm tài sản. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối tượng trên để hoàn tất hồ sơ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.